Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung vợ đầu của diễn viên Việt Anh, sống sang chảnh, nhan sắc thăng hạng. Là chàng diễn viên đẹp trai tài năng, được khán giả yêu thích qua nhiều vai diễn đình đám trên phim truyền hình, nhưng đời sống cá nhân của Việt Anh lại không mấy thuận buồm xuôi gió. Ở tuổi 39, anh đã trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Với vẻ ngoài đẹp trai của mình, ắt hẳn hai người vợ của anh cũng sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa. Khán giả, cộng đồng mạng và người hâm mộ, rất ít người biết đến người vợ đầu của Việt Anh. Khi tên tuổi anh đang trên đỉnh cao, với vai diễn Thanh Lâm trong Chạy Án, Việt Anh bất ngờ kết hôn với Thùy Linh. Hai người đã có với nhau một đứa con gái, năm nay 12 tuổi. Sau khi ly hôn, cô đem theo bé dâu Tây sang Mỹ định cư, không còn gặp lại chồng cũ. Ở thời điểm đó, nhiều đồn đoán cho rằng Việt Anh và vợ ly hôn vì câu chuyện phim giả tình thật liên quan tới một nữ diễn viên xinh đẹp trong phim Gió Nghịch Mùa. Nam diễn viên mới tiết lộ đó là khoảng thời gian khó khăn và trong tranh nhất của anh. Sau vai diễn trong bộ phim Chạy Án, mọi thứ từ sự nghiệp đến cuộc sống gia đình của tôi đều tốt đẹp. Năm 2009, tôi gặp biến cố lớn, mọi thứ ngẫu nhiên ập đến cùng lúc, gia đình tan vỡ, công ty gặp chuyện kiện tụng, tin đồn với bạn diễn, sức ép từ dư luận. Chỉ qua một đêm, mọi thứ biến đổi hoàn toàn, Việt Anh chia sẻ. Dù đã ngoài 30, nhưng Thùy Linh trông trẻ nhiều hơn so với tuổi thực. Hiện tại, cô đã kết hôn với chồng ngoại quốc và sống hạnh phúc cùng với hai cô con gái. Nụ cười nở nhiều hơn trên môi người phụ nữ này. Có lẽ ông trời đã công bằng hơn, bù đắp cho cô một gia đình trọn vẹn khác. Người vợ đầu của Việt Anh không làm trong ngành giải trí, cô cũng không sở hữu vẻ ngoài sắc sảo. Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên Việt Anh vừa chia sẻ về cô con gái nhỏ 10 năm chưa gặp lại. Cô bé có tên ở nhà là Dâu Tây và là con gái của anh cùng người vợ đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ, dù xa cách nhưng anh vẫn luôn muốn được ở bên cạnh và chăm sóc cho con. Dâu Tây của bố, như vậy là đã tròn 10 năm, bố con mình tạm biệt nhau và từ đó đến nay chúng ta chưa có cơ hội để gặp lại nhau. Và hôm nay, ngày con bước sang tuổi 13 và trở thành thiếu nữ, bố muốn nói với con rằng cuộc đời bố có hai thứ quý giá nhất và chắc chắn bố sẽ không bao giờ để mất nó, đó là con và em Đậu. Tuy nhiên, ngay bên dưới bài đăng của Việt Anh, vợ cũ của anh là mẹ đẻ của bé Dâu Tây đã lên tiếng tố cáo anh giả tạo, chối bỏ trách nhiệm nuôi con và yêu cầu anh gỡ bỏ dòng trạng thái. Vì chuyện này, Việt Anh nhận về không ít chỉ trích gay gắt từ khán giả khi cho rằng nam diễn viên cố tình dùng con gái để thu hút sự chú ý của dư luận hay sống giả tạo. Thế nhưng, nam diễn viên vẫn giữ nguyên bài đăng và không lên tiếng thêm về chuyện này. Được biết đến với vai chàng công tử giàu ăn chơi trác tán Cao Thanh Lâm trong Chạy Án, đến thiếu gia Phan Hải trong Người Phán Xử và tiếp đến là Mê Cung và Sinh Tử, Việt Anh luôn gắn liền với hình tượng đào hoa ăn chơi, công tử. Ở tuổi 39, Việt Anh có trong tay sự nghiệp, sự nổi tiếng nhưng lại không mấy suôn sẻ trong tình cảm hôn nhân. Năm 2007, Việt Anh tổ chức đám cưới với bà xã Thùy Linh và có một cô con gái tên là Song Anh. Nói về cuộc hôn nhân này, biên tập viên Thùy Linh cho biết khi đến với nhau, cả hai nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Với đặc thù công việc của Việt Anh là diễn viên, thường xuyên phải đi sớm hôm và xa nhà quay phim nên ban đầu Thùy Linh cũng có ghen tuông, dần dần cô thông cảm và chấp nhận tin tưởng chồng. Thế nhưng, tin đồn về Việt Anh ngày càng nhiều, rồi chính mắt cô thấy chồng đi với người khác nên càng mất niềm tin. Vì quá bức xúc, không thể níu kéo được gia đình nên chị đành chấp nhận ly hôn. Sau khi ly hôn, Thùy Linh sang Mỹ định cư và đã tìm được hạnh phúc mới. Hiện tại Song Anh đang sống hạnh phúc cùng mẹ và bố dượng. Chồng mới của chị Thùy Linh rất yêu thương Song Anh và sẵn sàng bù đắp những gì mà cô bé thiếu thốn trong những năm trước đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.